Hello, chào mừng mọi người đã trở lại với kênh Thăm Kèn TV. Trong thời gian vừa qua mình bận rất là nhiều công việc mọi người ạ, nên mình không ra được video. Nên hôm nay mình sẽ cùng mọi người ra một cái video mới, đó chính là đây là góc sáng tạo mọi người nha. Hôm nay là mình sẽ cùng mọi người dùng 4 lon bia. Đây mọi người, dùng 4 lon bia để chế tạo ra một chiếc loa cho chiếc điện thoại của mình mà không dùng tới điện luôn mọi người ạ, chỉ cần dùng keo, dùng silicone đó mọi người, một chai silicone thôi. Và 4 lon bia mình sẽ cắt và mình chế tạo một chiếc loa. Loa này không dùng tới điện mọi người nha, chỉ cần đặt điện thoại lên trên đấy và âm thanh nó sẽ khuếch đại lên giống như kiểu loa 1,5 tấc mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ cùng mọi người bước vào thực hành luôn mọi người nha. Ok mọi người nha, và bây giờ mình sẽ đến với phần chuẩn bị là mình gồm có 4 lon bia. Đây giống như mọi người thấy, đây là 4 lon bia mọi người nha. Đây một chiếc kéo đấy, một chiếc kéo mọi người nha, để cắt lon bia mọi người nha. Đây, một chai silicone mọi người nha. Nếu mà mọi người có thêm thì mọi người chuẩn bị cho mình thêm một bình sơn để lúc mà khi mọi người làm sang ban mọi người làm ban ngày á, mọi người xịt sơn cho nó khô. Còn bây giờ mình làm buổi tối nên mai mình mới xịt. Còn mọi người thích xịt hay không nó tùy mọi người thôi. Đấy, xịt để ngụy trang thôi mọi người ạ. Còn không xịt hay không xịt cũng không quan trọng đâu. Và từ những phụ kiện đơn giản như này là mình sẽ làm được một cái loa mà chỉ cần đặt cái điện thoại lên thôi mọi người nha. Đấy, chỉ cần đặt điện thoại lên và cho cái mặt loa của cái điện thoại nó úp vô cái loa, úp vô cái lon này này đấy. Tí mọi người cắt làm sao để cho cái này để đặt được vừa cái điện thoại của mình vào, mọi người hiểu không? Đấy, sau đó đặt cái điện thoại vô. Còn ba cái này, ba cái lon này và chiếc lon này nó sẽ khuếch đại âm thanh của mình, của chiếc điện thoại của mình lên. Bình thường nó nghe nhỏ lắm mọi người ạ, nhưng mà đến khi mà khuếch đại âm thanh của mình lên thì nó nghe to hơn đấy. Bây giờ mình sẽ bắt đầu nha, bắt đầu cắt chiếc lon trước. Để tiếp tục là mình sẽ sử dụng một chiếc điện thoại mọi người nha. Ok, để chuẩn bị thì để làm được nó thì mình sẽ chuẩn bị một chiếc điện thoại. Đây đây là một chiếc điện thoại smartphone mọi người nha. Đấy, còn cái loa của nó thì ở phần dưới này mọi người nha, nên mình sẽ làm sao để cái phần loa này đặt xuống dưới cái lon bia này, đặt chéo ngang lại nha mọi người nha. Ok, bây giờ mình sẽ cắt cái này trước để mình đánh dấu, là mình cắt cái này trước mọi người nha, cắt cái lon bia này trước. Mình sẽ đánh dấu vào làm sao để đặt vừa cái điện thoại vào thôi mọi người nhá, đừng để cho nó hở quá nhá. Để cho nó hở quá thì nó không 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 phát ra được tiếng âm thanh to đâu. Mình làm sao để căn vừa thôi mọi người nha. Rồi, mình sẽ đặt chiếc smartphone này xuống đây đã. Rồi bây giờ mình sẽ cắt mọi người ạ. Mình sẽ cắt làm sao để dẹp mới vừa thôi cái này thôi. Đây mình có chuẩn bị một cái vít nhỏ xíu đây, ở xa có khi mọi người nhìn không thấy đâu, bởi vì hiện tại là mình đi làm về là vào buổi tối mọi người ơi, và giờ tối mình bây giờ mình làm video là tầm khoảng vào khoảng 20:30 mọi người ạ. Mình không có thời gian ban ngày, mình không có thời gian mọi người, mình có nhiều công việc lắm. Và cảm ơn tất cả mọi người đã sub kênh và ủng hộ cho mình nha. Kênh của mình hiện tại đã đạt 1.000 sub rồi mọi người ơi. Bây giờ mình dán ra thêm tầm 100 cái video nữa là mình sẽ đủ giờ xem thì mình bật kiếm tiền cho kênh mọi người ạ. Mình sẽ có nhiều động lực hơn để làm ra nhiều video hơn mọi người nhé. Rồi bây giờ mình sẽ cắt cái này, lúc đầu mình đã đánh dấu trước mọi người ạ. Đấy, đánh dấu xong mình cắt. Nói chung là cắt đôi ra cũng được mọi người ơi. Cái này mọi người chỉ cần cắt đôi ra thôi, để cho chiếc điện thoại của các bạn á là không bị cái này nó cào xước này. Đấy, mọi người cắt đôi ra, cắt đôi cho vừa đủ tới cái vạch mức thôi nhá mọi người nhá. Rồi bây giờ mình sẽ cắt. Đấy, khi các bạn cắt đủ rồi thì các bạn cắt vào đây một góc nhỏ thôi. Đấy, lấy kéo này cắt vào đây một góc nhỏ thôi để gấp đôi cái này lại, để cho chiếc điện thoại các bạn không bị xước, bị chày và bị xước các bạn nha. Đấy. Nói chung là video mình sẽ làm ngắn thôi, bởi vì nó cũng đơn giản thôi mọi người, không có phức tạp lắm đâu, nên mình cũng sẽ làm video này ngắn thôi. Trong thời gian vừa qua thì công việc của mình hơi bộn bề một tí mọi người ơi, nên mình không thể nào ra video thường xuyên được, nên mọi người thông cảm nha. Mọi người nhớ nhớ bật thông báo ở gần nút đăng ký lên để mình ra những video nào thì mọi người có thể xem, là người xem đầu tiên nhất nhá mọi người nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Nhớ bật chuông lên, nhớ bật chuông nhá. Nhớ bấm like, xem video nhớ bấm like và chia sẻ giúp mình. Đấy. Là mình cảm ơn mọi người rất là nhiều rồi.
Đấy là một động lực để mình tiếp tục ra video mọi người ạ. Đấy, bây giờ đã được cái lỗ như thế này, mọi người thấy không? Làm sao để đặt được vừa chiếc thoại lọt vào. Đấy, nhưng mà giờ nó vẫn chưa lọt đâu, mình cắt cho nó động thêm một tí nữa. Cắt cho nó động thêm một tí nữa để nó lọt mọi người ạ. Mọi người để mấy cái mép này này, hai cái mép hai bên này này, mọi người cũng cắt vào cho nó âm một tí đi. Xong rồi mọi người gấp lại nha, gấp gấp xin tải các bạn lại nha. Gấp gấp cái mép lon này lại nha, không nó lại làm xước điện thoại các bạn ấy. Không lại bảo mình không nói trước nha. Sau khi xong cái này là chiếc điện thoại của bạn sẽ trở thành một chiếc điện thoại không cần loa luôn. Mọi người không cần loa luôn. Không cần loa luôn, mọi người chỉ cần điện thoại thôi là ngồi trong phòng là đủ nghe như kiểu loa tấc rưỡi rồi đấy. Ok. Bây giờ là đủ nhá. Ok, lọt được chiếc điện thoại vào nửa nha mọi người nhá. Đấy. Lọt chiếc điện thoại vào nửa nhá. Ok các bạn nha, bây giờ là đến cái công đoạn này á. Đây, khi mà đặt được chiếc điện thoại vào rồi này. Đấy. Đến đặt được chiếc điện thoại vào trong rồi này. Đấy các bạn, để đây. Đấy các bạn lấy cái lon này. Các bạn cắt làm sao để cho nó gắn được vào với cái này này. Đây cái mép ở cái lon này các bạn cắt ở mép là cho nó đứng rồi đúng không? Các bạn cắt thêm một mép nữa. Một mép ở góc ngoài này nữa là thành hai mép mọi người nhá. Để ý này đây. Cắt cái đây rồi cắt cái vào đây để làm sao khi mà nằm xuống hai cái lon nó dính được vào nhau nhá, và làm cho nó một cái lỗ để hai cái lon nó dính được vào nhau. Đây để mình là để chiếc điện thoại lên ra đây, điện thoại đứng các bạn để nghiêng cũng được thôi, nhưng mà nghiêng thì nó không đẹp lắm đâu. Đấy, mình sẽ căn vào giữa đấy, rồi căn vào giữa rồi mình khoét ra một lỗ dài. Dài bằng các chiếc điện thoại luôn nhá mọi người nhá, dài bằng chiếc điện thoại luôn. Đấy, sau đó mọi người cắt đi. Cắt góc qua cho mình. Đấy, mọi người cắt ra cho mọi người mở nó ra. Đấy. Mọi người mở nó ra như này. Đây mọi người thấy không? Đấy, cắt ra xong mở ra như này. Đây là chỗ nhét điện thoại vào này, đấy. Còn đây chỗ nhét điện thoại vào này mọi người nhá, đây. Chỗ này mọi người cắt ra như này cho mình. Cái bên này mọi người cũng làm như thế luôn, đâm ở giữa, mọi người phải căn nhá, căn nó đều nhau nhé, căn cho hai cái lon nó đều nhau nhé, rồi mới cắt nhé. Rồi bên này cũng thế nhá mọi người nhá. Cái này là đây là sản phẩm do mình tự sáng tạo ra mọi người nhá, chỉ có mình kênh Thăm Kén có thôi, còn đi ra những kênh khác nếu mà có đó là bản đó là ăn cắp bản quyền của mình đấy mọi người nhá, đây là do mình tự nghĩ ra thôi. Đây, cái này mình, mọi người cũng cắt y như cái đó cho mình. Y như cái nãy, mọi người cắt cái lon nãy luôn. Đấy. Mọi người, khi mọi người, bây giờ mình giới thiệu cho mọi người thôi, mình không làm, mình nên không có thời gian nhiều, mình cũng không làm đẹp lắm đâu. Chỉ làm sơ sơ thôi. Đấy, hai cái y nhau. Đây, hai cái cắt y nhau. Đấy. Xong mọi người úp nó vào. Này, người để ý này. Khi úp là một cái ở trên này. Đấy, một cái ở dưới này. Hai cái miếng cắt ra này. Đấy, nhô lên này. Cái trên cái dưới này mọi người thấy không đấy, xong nhét vào trong, nhét vào trong cái lon bia đấy mọi người đấy, nhét vào trong luôn, nhét vào trong hẳn hai cái vào trong luôn vào trong nhau đấy, để cho nó không bị hở nhá mọi người nha, nhớ là không được cho nó hở nha, lấy keo keo gì dán được thôi mọi người, kể cả mọi người thích lấy cái gì dán được, keo nến cũng được, lấy nến nhỏ vào cũng được, miễn sao nó dính là được thế thôi. Nhưng mà tốt nhất mình khuyên các bạn tốt nhất thì bạn mua một chiếc một cái silicone, một lọ silicone đấy. Mình bóc cho đẹp 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 một tí nhá. Đấy. Rồi. Nhét vào. Đấy. Hôm bữa là mình có làm một cái rồi nhưng mà bị hư rồi mọi người ạ. Bữa là mình không cẩn thận nên làm cho nó hư rồi. Đấy, giờ mình cũng tranh thủ này là mình làm cho các bạn luôn. Rồi các bạn khui cái lọ nghe silicone này ra. Đây, khi nó dính vào nhau nó được như này mọi người. Đấy, để mọi người bít hết cái lỗ vào cho mình nhé. Mọi người nhớ là bít hết cái lỗ vào cho mình nha. Đây, mình khui cái silicone ra này. Đấy, mọi người bít hết cái lỗ vào cho mình. Mình quên cắt cái lỗ bự rồi mọi người ạ. Đấy, dán vào luôn mọi người nha. Mình cứ dán hết vào cho mình. Đấy, dán là bít hết cái lỗ vào luôn. Để mỗi cái lỗ để cái điện thoại vào thôi nhé mọi người nha. Nãy mình để cái lỗ đó thôi. Dán bít hết nó vào.
Đấy. Còn đây nói chung là cái mùi silicone nó hơi thơm một tí nhưng mà mình dùng quen là mình cũng cảm thấy bình thường, nó hơi thơm tí lắm. Ở trong phòng kín thì mình phải ở trong phòng kín mọi người nha. Mình làm này mình ở trong phòng kín chứ bây giờ ồn ào quá, người ta nhà mình ra thì mình ngủ hơi hơi hay hằng tí nhưng nó dính dính là được. Rồi sau khi bắn xong thì mọi người nhớ bấm cái nút này để cho nó đỡ bay ra, bay silicon ra. Ok, video có hơi mờ một tí thì mọi người thông cảm giúp mình đi, bởi vì mình không có thời gian ban ngày nên mình chỉ làm video buổi tối thôi. Và ngày mai mình sẽ ra thêm cái video đó, chứ là khui cái máy quay này mọi người, tháo hết luôn, tháo văn trần cái máy quay này luôn. Bữa mình mua đây trên Tiki đây đấy, lúc đó là nó có nhãn hiệu Sony ở đây mọi người nha, đây dán cái nhãn hiệu Sony đây này đấy, nhưng mà mình không hiểu sao mình bóc được cái tem nó ra là tài đấy. Mà mình sẽ cùng mọi người ngày mai là mình sẽ cùng mọi người khui cái này ra, tối mai mình về sớm thì mình sẽ cùng mọi người khui cái này ra để xem nó có cái gì trong đấy. Bây giờ mình sẽ dán cái này vào đã. Cái này mà thôi, cái này nó nói chung là nó cũng không hở rồi, không hở rồi, không hở rồi mọi người, không có gì để dán, tay mình bây giờ không tiện đụng vào nó, để đĩa mình còn cầm mấy cái khác nữa, dụng cụ khác nữa. Rồi ok đấy, xong cái rồi đấy. Rồi cái tiếp theo là mọi người đơn giản thôi nè, cái này mọi người để điện thoại rồi đúng không, rồi đây có lỗ để điện thoại đây, mọi người nhớ lật lật mặt nó lên trên đấy. Tiếp theo là mọi người dùng thêm một cái lon nữa, mọi người cắt thành một cái hình tròn cho mình, cắt thành một cái hình tròn để hai cái này chụm vào nhau mọi người theo đấy, chụm vào nhau nhá, cái này nhét vào trong cái này này đấy, mọi người phải vạch cái này ra, người vạch cái này ra cho mình đấy, cho mọi người cắt thành hình tròn làm sao mọi người để nhét được cái lon này vào, hình gì cũng được kệ mọi người ơi, bởi vì mọi người có keo mà đấy, mọi người dán vào là nó ở rồi, chứ cắt như nào nhét được cái lon là thế là được. Đây là bản quyền của Thăm Kén TV nhá mọi người, làm xong cái này là đảm bảo nghe xong cái tiếng điện thoại của mình phát ra âm thanh lớn mà không cần loa thì cũng là Thăm Kén luôn anh em ạ. Nghe xong rồi Thăm Kén luôn, đặc biệt xem những phim kiểu như là 18 cộng ấy. Đấy. Nhớ là cái mặt này mọi người nhá. Nhớ là cái mặt này. Đấy, lấy cái mặt này úp vào trong. Ôi trời ơi, mình cắt phát dính luôn mọi người. Nhưng mà để hở nhá, đừng có ai để kín quá. Để ở trong hở tầm khoảng như đây. Mọi người có lẽ không, mọi người không nhìn thấy được bên trong đâu, nhưng mà mọi người để trong nó hở như đây này. Đấy. Đừng cho nó kín quá nhá. Rồi ai kỹ thì mọi người có thể quay hết cái đầu này vào trong này. Nó hơi bén một tí. Rồi, bây giờ là sẽ tới phần dán keo luôn. Đấy, khi mọi người ấy vào trong nhét vào trong này, mọi người dán keo luôn cho mình. Dán luôn cũng được, không dán cũng được, tí nữa mọi người dán sau cũng được, nhưng bây giờ mình dán luôn. Bởi vì mình tí nữa mới biết mình làm cái gì mà, nên mình dán luôn. Em có thể xem video này và làm theo mình. Và đợi xem cái kết quả của nó. Mãn nguyện luôn mọi người. Thật sự là mình cũng chẳng qua là hôm bữa là mình nghĩ là mình sẽ dùng cái lon bia này để chuyện mình phách đại cái loa mình lên thôi, phách lại con loa điện thoại mình lên thôi để nghe ở trong phòng của mình á, mình phòng livestream của mình á, nó nghe nó to hơn khi mình chơi game. Rồi chơi game mình nghe nhạc thì đấy thì nó đỡ buồn mọi người hiểu không? Đấy giờ dán xong rồi đây. Đấy giờ mọi người biết biết là làm sao không? Đây đủ dán xong rồi nhá, đấy ở như này, nhớ là mặt này mặt mặt bít này. Rồi ok, sau khi mà dán này nó như này rồi mọi người này, đấy đấy, sau đó mọi người cắt cái đít này, mọi người thấy không, cái đít này này không phải là cái đít đây đâu nhá, đấy cái chữ hình chữ T mọi người nhá, nhớ là khi mà cắt thì nó thành hình chữ T như này, mọi người cắt cái đít bên này đấy, đấy cắt cái đít này đi, cắt làm sao để cho nó có cái lỗ thôi để nhét vào đây, mọi người nhớ là dán keo lại đấy, cầm đi một lọ keo silicone cũng không đáng giá như tiền đâu mọi người, mình đem về mình cũng phải dán này không đâu, mình dán nhiều đồ lắm người, như kiểu dán giày dán dép ấy. Đấy đấy, dán giày giày dán dép hay dán gì đó, từ mọi người đợi từng tí nhá. Rồi mọi người có thể dán giày dán dép hay là dán bất cứ cái thứ gì mọi người muốn, ở đây mọi người có thể đục cho mọi người đục cho mình một lỗ vào đây, tay mình dính keo mình đẩy chây hết rồi người, tốt nhất là làm xong rồi mới dán keo đây. Đây mọi người người đục cho mình một cái lỗ ở đây,
Nhưng mà mọi người khi mà mọi người đục á là phải làm kỹ cho mình nha. Làm kỹ cho mình nha. Là nó sẽ phải chìa ra ngoài mọi người nhá, không được để nó vào trong đâu. Đấy. Để âm thanh của nó khi mà đụng vào, khi mà nó âm thanh của nó đụng vào đây, âm thanh của nó sẽ dội lại thì cái loa nó mới cái âm thanh của nó mới phách đại được, nó mới to được. Đấy. Mình phải bẻ nó ra như kiểu cái chóa đèn ấy mọi người. Đấy. Người thấy cái chóa đèn tại sao nó ở chóa đi xa với ta, gom với ta, mà tại sao tháo cái chóa ra nó không pha đi xa, không gom đi xa. Đấy, nó y như một chiếc, nó là gọi là gom, tụ và khuếch đại. Đấy. Đấy, mọi người bẻ ra như vậy cho mình. Chắc cũng không cần dơ đâu, mọi người cũng hiểu là bẻ nó ra mà. Đấy, bẻ cái mặt nó ra lên này. Bẻ ra ngoài nhá, đấy, bẻ chìa ra ngoài đấy. Ok. Bây giờ mọi người sẽ để vào cái phần còn lại này vào cái giờ mình dán cái này lại ra cho nó kín lại mọi người, xong tí mình đặt xuống dưới nền, không nó lại chơi hết cái nền phòng của mình xấu đi. Đấy, mọi người nhớ cái lỗ này không? Còn cái lỗ này đây, đấy, nghe vào đây. Đấy, mọi người nhìn thấy không? Đây là cái chỗ điện thoại này. Ok, hiểu không? Đấy, đây, chụp vào đây, nghe thấy không? Đấy, nó thành hình như này. Đấy, nó thành hình như này. Đấy, nghe thấy không? Đấy. Giờ mình dán keo vào. Đấy, nó bị chây keo rồi anh em ạ. Không sao đâu. Giờ mình dán keo vào đấy. Dán keo vào cái đít này. Bị chây keo dưới đây này. Không sao đâu. Thì nếu mình lau xong được. Đấy, giới thiệu cho anh em làm. Đây là cái bản quyền riêng biệt của Thăm Kén TV. Nghe xong, làm xong, nghe xong cái điện thoại của mình phát âm thanh to lớn là Thăm Kén luôn. Đấy. Lên bản gặp gái phải Thăm Kén. Rồi. Còn cái phần này không được đục nhá mọi người nha. Đây một lỗ còn lại, khi mà ổ lỗ úp vào đây ấy, là không được đục. Đấy, bởi vì đây có lỗ thoát âm này. Đây nó tụ âm này, nó tụ âm vào trong này này, đẩy ngược âm vào trong này này. Đấy, xong nó lại thoát âm vào đây. Đấy, coi như là nó tụ lại, nó khuếch đại ra, hiểu không? Nó như cục tụ điện vậy đấy. Đấy. Ôi trời chết cụ rồi anh em ơi, mình dán lộn bà nội nữa rồi. Mình dán lộn đầu rồi. Cái này của ngoài chứ. Ôi. Một vòng thôi anh em ạ. Đấy. Có loại keo silicone thì tiện hơn rất nhiều. Anh em nhớ là bịt cho kín nhá. Bịt hết kín hết lỗ cho mình. Đừng có để hở. Rồi. Còn dùng keo hay dùng không dùng keo gì cái đó tùy mọi người thôi. Đấy, nhẹ nhàng đem lên cho vào. Đấy nó là ở như này anh em ạ. Thấy không, đơn giản 4 lọ bia anh em làm được cái tự dưng cái điện thoại của anh em có âm thanh cực mạnh như kiểu loa 1.5 tấc. Nói thật với anh em, đúng 1.5 tấc mạnh như cái loa 1.5 tấc luôn anh em ạ, không khác không sai một tí nào. Đấy, bây giờ mình có thể một mình mở nhạc lên cho anh em nghe nhé. Đấy, mình mở nhạc lên cho anh em nghe. Đấy. Bây giờ mình vào YouTube đi. YouTube cho nó có nhạc nó hay tí, nghe nhạc TikTok anh em nhá. Nghe nhạc TikTok đấy mít. Đấy, bây giờ là đơn giản nhá, kéo. 4 cái lon mà làm y như mình đấy anh em ạ. Rồi bây giờ mình sẽ cho anh em xem cái kết quả của nãy giờ anh em mình thực hiện nó như nào. Đơn giản anh em thấy đơn giản không? Không dùng tới điện, không dùng tới gì cả. Đấy. Không dùng tới điện luôn. Con loa này bình thường để cho anh em nghe nhá. Con loa này là nó to cỡ nào. Đấy, TikTok Remix anh em nhé. TikTok Remix. Rồi. Anh em, khi anh em nghe cái nhạc này xong á, là bây giờ mình sẽ bỏ vào đây, là anh em có cảm giác cái loa này nó sẽ to hơn gấp bao nhiêu lần. Là bây giờ mình cho anh em nghe là cái nhạc điện thoại nha. Đấy. Đây là nhạc điện thoại anh em nhé. Đấy, anh em nghe rõ chưa ạ? Đấy. Bây giờ mình tắt đi. Đấy, mình nhét cái này vào cái ấy của mình. Bây giờ mình nói chung là keo chưa dính đâu. Mình phải cầm anh em nhá. Đấy, mình phải cầm sợ nó bung keo mất. Không hay. Xem có lỗ nó kín chưa nhá. Rồi anh em, cùng mình nghe nhá, lắng nghe nhá. Anh em phải đeo tai phone cơ hay là mở mắt ra ngoài nghe cho mình sướng cực.
hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Chứ phải tôi đấm cho mấy nhát rồi. Để địt mẹ chúng mày, thằng ranh con này. Địt con mẹ mà đánh chết cha bây giờ. Ok mọi người, video đến đây thôi. Video của mình làm đến đây thôi. Video chỉ mong tính chất giải trí mọi người ạ. Chứ thật sự thì làm gì mà có các loa. Cái 4 lon bia làm sao mà loa. Làm ra loa được tất giữa được mọi người. Ok, video chỉ mang tính chất giải trí thôi. Xem video thấy hay thì nhớ cho mình xin một like và chia sẻ mọi người nha. Đừng quên bấm chuông và bấm nút đăng ký nha. Bye bye mọi người.